Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa mới diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Biên Hòa lần thứ 16 mở rộng vừa được tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17 của thành ủy về nhiệm vụ quý 1, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trong quý 2 năm 2019, đồng thời tiến hành bổ sung nhân sự vào ban chấp hành. Trong quý 1 năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn thành phố chỉ đạt khoảng 19%, do đó cần quan tâm và tập trung khai thác nguồn thu để đảm bảo cho nguồn chi. Trên lĩnh vực quản lý đô thị, ngoài các dự án trọng điểm của thành phố mà tỉnh đang triển khai, thành phố cũng thực hiện các dự án chỉnh trang nâng cấp đô thị và đã đưa vào hoạt động dự án chống ngập úng mùa mưa. Thành phố đã cơ bản hoàn thành và đang tiến hành ngầm hóa hệ thống trên 3 tuyến đường trọng điểm của thành phố và hoàn thành công tác tuyển quân. Trong công tác xây dựng đảng, quý 1, Biên Hòa phát triển được 20 đảng viên mới và tổ chức trao 230 huy hiệu đảng cho đảng viên theo niên hạn. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển cán bộ đúng theo quy định. Biên Hòa cũng đã xác nhận bổ sung quy hoạch 25 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở các phòng ban thành phố và phường xã. Hội nghị cũng đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự vào chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung thành viên vào Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa.